Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Khám Phá Xe. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu Kia Sorento 2021, mẫu xe khiến không chỉ người Việt mà rất nhiều người tiêu dùng trên thế giới đứng ngồi không yên bởi sự lột xác của thế hệ hoàn toàn mới này. Trước tiên, Sorento thế hệ thứ tư đã được ra mắt tại Hàn Quốc và theo một thông tin chưa chính thức, rất có thể Sorento thế hệ mới sẽ về ngay Việt Nam trong tháng 9 năm nay. Đây quả là một tin vui với người tiêu dùng trong nước. Và giờ, chúng ta hãy cùng khám phá Sorento phiên bản quốc tế. Chắc chắn sẽ có nhiều điều hay. Đầu tiên, thiết kế của Sorento quả thật lột xác với nét thiết kế vuông vức, khiến mẫu xe trở nên mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn trước thay vì những nét bo tròn. Sorento vẫn ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ liền mạch, sang tới hết cụm đèn pha full LED. Đèn định vị ban ngày bên dưới cũng ăn nhập liên kết giữa cụm đèn chính và lưới tản nhiệt sơn đen bóng. Đáng chú ý, cụm đèn pha và cốt đều sử dụng bi LED, còn cụm đèn sương mù được đặt ở vị trí dưới cùng, chia làm hai tầng chiếu sáng. Dường như Kia khá hào phóng với những trang bị ở cụm đèn trước cho Sorento 2021. Bên cạnh đó, Sorento cũng sở hữu thêm những khe gió tản nhiệt, càng khiến mặt trước của xe trở nên hầm hố và thể thao hơn. Khung xe gọn gàng khi các đường nổi được làm liền mạch không hoa mỹ, cầu kỳ. Trong đó, chiều dài cơ sở của Sorento tăng 35mm, dự báo không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai sẽ rất thoải mái. Tuy nhiên, xe lại không trang bị bệ đỡ chân với một mẫu SUV gầm cao như thế này. Gương xe cũng tích hợp camera để hoàn thiện hệ thống camera 360 xung quanh xe. Song, trang bị này có thể bị cắt tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Sorento cũng sử dụng mâm xe kích thước 20 inch tùy phiên bản và thị trường. Kết thúc thiết kế ở ngoại thất, Kia Sorento sử dụng thiết kế đuôi xe vuông vức ăn nhập với tổng thể, nhưng lại sử dụng cụm đèn sau đặt dọc với 5 thanh LED tất cả. Trong đó, cụm đèn xi nhan được sử dụng chung với cụm đèn này. Dòng chữ Sorento được đặt ngay ở chính giữa, xe cũng sử dụng thiết kế kiểu giả ống xả. Ngoài ra, đây cũng là nơi đặt cụm đèn sương mù nhỏ. Cốp là loại mở điện với hàng ghế thứ ba gập phẳng hoàn toàn. Chỉ tiếc hai nút bấm bên sườn chỉ đơn giản là để gập nhanh hàng ghế thứ hai, chứ không phải để đóng mở điện hàng ghế thứ ba. Và khi gập phẳng hoàn toàn hai hàng ghế, chúng ta có thể tích chứa đồ lên tới 2.100 lít. Tiếp theo, chúng ta cùng tiến vào bên trong nội thất để xem hãng xe Hàn tiếp tục lột xác Sorento như thế nào. Trước tiên, chúng ta có hai lựa chọn màu ghế gồm đen và màu be đậm. Toàn bộ ghế là loại bọc da đi cùng họa tiết khá đẹp mắt và quả nhiên, không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai vô cùng rộng rãi. Không chỉ vậy, Kia Sorento cũng có tùy chọn hai ghế rời hoặc ghế liền ba vị trí cho hàng ghế này. Để bước xuống hàng ghế thứ ba, chúng ta chỉ cần bấm qua một nút ở vai ghế và trượt chiếc ghế này lên. Nhưng tất nhiên, không gian ngồi ở hàng ghế này chỉ phù hợp cho những người cao khoảng 1m65 đổ lại. Tại vị trí này, người ngồi cũng được trang bị luôn cửa gió riêng biệt có đủ các nấc tùy chỉnh và ổ sạc USB luôn phát sáng, thuận tiện cho người dùng. Ô cửa cho hàng ghế này giúp tăng thêm ánh sáng nhưng có vẻ lại hơi nhỏ. Dẫu sao, với dòng SUV hạng trung như thế này, hàng ghế cuối cùng cũng không phải là nơi thường xuyên được sử dụng. Quay trở lại hàng ghế thứ hai, người dùng cũng được trang bị lên tới 4 cổng sạc USB tiện ích, một cổng sạc dạng tẩu thuốc cùng cửa gió ở hàng ghế này, có thêm rèm che nắng và khá khen cho thiết kế thành cửa của Sorento mới khi được sử dụng các chất liệu da tại đây. Bố trí một ngăn đựng cốc trong tầm với, có thêm chức năng sưởi ở hàng ghế này. Cửa kính một chạm vào thiết kế tay nắm khá điệu. Ngoài ra, khi ngồi ở vị trí an toàn nhất, bạn còn có thể tùy chỉnh ghế phụ hàng ghế trước thông qua hai nút bấm tại đây. Đây là những trang bị khá quen thuộc trên những mẫu sedan hạng D, đơn cử như Toyota Camry phiên bản cao cấp nhất. Và tất nhiên, xe Hàn Quốc nào cũng được hào phóng về trang bị, nên cửa sổ trời panorama toàn cảnh không còn là điều quá bất ngờ nữa. Đến với hàng ghế đầu tiên, trước hết phải nói tới cụm táp lô được thiết kế đẹp mắt và hiện đại. Ấn tượng hơn cả là xu thế hai màn hình được nối liền trong một khuôn, bắt nguồn từ mẫu Mercedes-Benz E-Class hiện tại. Trong đó, cụm màn hình sau vô lăng Full LCD hoàn toàn kích thước 12,3 inch, có thể đổi giao diện qua mỗi chế độ lái. Còn cụm màn hình giải trí trung tâm có kích thước 10,25 inch cảm ứng với màu sắc hiển thị cao, cùng rất nhiều chức năng trên cụm màn hình này, đồng thời có đủ cả kết nối Apple CarPlay. Ngoài ra, vô lăng cũng là loại 3 chấu, có đủ tính năng từ media, đàm thoại rảnh tay bên trái, Adaptive Cruise Control hay như hỗ trợ giữ làn đường được bố trí bên phải. Điểm mới trong Kia Sorento 2021 phải kể tới hệ thống điều hòa hai vùng tự động với kiểu hai tầng gió, từ bên người lái tới vị trí trung tâm, đảm bảo khả năng làm mát tới từng hàng ghế. Kia Sorento 2021 cũng sử dụng cần số dạng núm xoay, điều chúng ta từng thấy trên những mẫu Range Rover. Bên dưới, chúng ta có phanh tay điện tử, bật tắt chủ động camera, ngắt động cơ tạm thời auto hold, sưởi vô lăng hay hỗ trợ xuống dốc. Không chỉ vậy, xe cũng được trang bị thêm 3 chế độ lái gồm đường tuyết, bùn và cát.
Trong nội thất của Kia Sorento 2021, xe được trang bị thêm chức năng sưởi hoặc làm mát ghế. Chỉ hy vọng tính năng làm mát ghế này sẽ được giữ lại khi về tới Việt Nam. Ngoài ra, Sorento còn có thể điều chỉnh đèn viền nội thất. Qua mỗi chế độ lái, đèn viền cũng có thể tự thay đổi màu. Về động cơ, theo thương hiệu Hàn Quốc, mỗi thị trường riêng sẽ có các lựa chọn động cơ khác nhau. Ví dụ như tại Australia hay châu Âu, Kia Sorento mở bán với tùy chọn dầu 2,2 lít Smart Stream 198 mã lực, 440 Nm mô men xoắn kèm hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp. Còn tại Bắc Mỹ, Sorento không có cấu hình phiên bản động cơ dầu, nhưng bù lại được cung cấp nhiều phiên bản xăng hơn với loại 2.5 lít 277 mã lực, 421 Nm. Song về an toàn, dù bán ra tại đâu, Kia đều cam kết các công nghệ an toàn chủ động, bị động lẫn hỗ trợ người lái đều đầy đủ dưới dạng mặc định có sẵn hay mua ngoài, bao gồm hỗ trợ phanh chống va chạm trước, cảnh báo điểm mù tích hợp camera sau, màn hình toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ giới hạn tốc độ tối đa thông minh, cruise control thích ứng, hỗ trợ giữ làn và theo đuôi xe trước, cảnh báo người dùng thiếu tập trung, hỗ trợ độ xe tránh va chạm sau hay hỗ trợ độ xe từ xa. Cuối cùng, chỉ duy nhất một điều mà người tiêu dùng Việt Nam vẫn phải chờ đợi, đó là giá bán. Bởi không như tại Hàn Quốc, nơi hãng xe đã mở bán và công bố biểu giá xe, người dùng toàn cầu sẽ phải chờ đợi chính sách giá riêng sẽ công bố sát ngày mở bán. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá chi tiết Kia Sorento 2021. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.